thứ bảy ngày 18 tháng 6, từ bừng khai trương đồng loạt 3 siêu thị điện máy Mediamart Quảng Ngãi 2, số 982 Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đối diện núi Thiên Bút. Mediamart Móng Cái 2, số 233B Hùng Vương, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cách Ủy ban Nhân dân phường Ca Long 150m. Mediamart Đông Hà 2, số 51B Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cách bưu điện thành phố Đông Hà 100m. Duy nhất 3 ngày vàng từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6, giờ vàng giá sốc mừng khai trường. Bình siêu tốc 1,8 lít Kipo giảm 48%, giá siêu sốc 99.000 đồng. Nồi cơm điện cơ 1,8 lít Sonhau, quạt lửng Senco giảm 39%. Máy xay tinh tố Sonhau giảm 30%, giá siêu sốc 299.000 đồng. Nhân dịp này, Mediamart mang đến chương trình khai trương giảm giá lớn đến 50%. Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, tivi, đồ gia dụng giảm giá tặng thêm quà. Điều hòa một chiều 9.000 bê tù giảm 36%, giá sốc 4.490.000 đồng. Tủ lạnh hai cánh Sharp 180 lít giảm 18%. Máy giặt lồng ngang Aqua Inverter 8kg giảm 42%, giá sốc 4.990.000 đồng. Smart TV 32 inch Coax giảm 30%, giá sốc 3.490.000 đồng. Bếp ga dương kính Sonhau giảm 43%, giá sốc 399.000 đồng. Quạt điều hòa Sonhau giảm 35%, giá cực sốc 1.190.000 đồng. Máy xay tinh tố đa năng Roller giảm 40%, giá sốc 590.000 đồng. Laptop smartphone đồng loạt giảm giá tặng thêm quà. Laptop Lenovo IdeaPad 3 giảm 37%, giá sốc 10.890.000 đồng. Samsung A13 128GB giảm 19%, giá sốc 4.190.000 đồng. Miễn phí giao lắp, đổi trả lên đến 45 ngày, trả trước 0 đồng, trả góp 0% lãi suất.